Gần 10 năm trước, mảng xanh của cây lúa lấp đầy những cánh đồng ở xã Dị Bình, huyện Dị Thủy. Gia đình bà Võ Thị Hằng có 3 hecta đất nhưng không thể làm giàu nhờ lúa. Khi đó, mô hình dây tiêu ôm cây tràm phát triển mạnh ở tỉnh Kiên Giang. Vậy là bà đã đi tham quan, học hỏi và lên líp trồng tràm. Tuy nhiên, mô hình chỉ cho hiệu quả vài năm nên phải tính đường chuyển đổi. Tôi nghĩ là diện tích đất của mình nó lớn quá đi. Mà nếu mình trồng cái cây mà lâu năm thì phải trồng thưa. Mà trồng thưa thì giờ đợi tới mấy năm có trái, thời gian đó thì mình không có tiền để rễ phân đưa bón lại cho nó. Trồng những cái cây này là cây ngắn ngày, bán mít rồi lấy tiền rễ phân vợ cho những cái cây chủ lực sau này. Sau quyết định táo bạo phá vườn tiêu trồng 400 gốc sầu riêng ri 6, bà Hằng nhẩm tính sầu riêng 4 năm mới cho trái chín, 15 năm mới ra hết tàn cây. Vậy là bà tận dụng diện tích trống trồng cây ngắn ngày để nuôi cây dài ngày. Bài toán kinh tế được lập trên 3 hectare đất. 1.000 cây mít Thái nằm bên trái líp sầu riêng, bên phải trồng xen 350 cây mãng cầu Thái. Còn giữa các cây sầu riêng, xen thêm 300 cây bơ sáp, cái mơn và cây hạnh. Canh tác đa canh theo hướng lấy ngắn nuôi dài không phải cách làm mới. Nhưng chính việc tính toán thời gian, chăm sóc hợp lý và khoa học đã giúp bà Hằng có thu hoạch đều hàng tháng. Diện tích đất nào cũng kiếm ra tiền trong thời gian đợi sầu riêng phát triển. Theo kinh nghiệm của bà, trồng đa canh, đất không có cỏ nhưng phải phân chia lãnh thổ từng loại cây để tránh xung đột dinh dưỡng. Nếu như sầu riêng thì cô đào học riêng, không cho rễ mít bò qua. Chứ không có cho rễ mít bò qua, cái sầu riêng đâu có tốt được. Cô đào đường rãnh á, là cho mít nó đi tới đó nó gối rễ trở lại. Không cho bò qua cây sầu riêng. Chứ để cây mít mà nó ăn vô là hết cây sầu riêng luôn. Rồi trong khi đó là cây nào gối cây đó hết. Chứ mình không có cho nó liên líp luôn. Điều đáng khâm phục ở người nữ nông dân này là tinh thần cầu tiến. Với mỗi loại cây, bà đều đến tận dùng chuyên canh để học hỏi kinh nghiệm, sau đó tự mày mò chăm sóc để có bí quyết xử lý ra hoa, ra trái riêng. Thành công của bà là suốt 10 năm nay, từ trồng lúa đến tràm tiêu hay trồng sầu riêng, thì mô hình canh tác của bà Hằng luôn là mô hình điểm của Hội Nông dân tỉnh. Đó là tiêu chuẩn để bà trở thành một trong 63 nông dân toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021.